Hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá một cái chuỗi pin năng lượng mặt trời, và hôm nay chúng tôi dùng một bộ thiết bị của hãng Sonmetric PV Analyzer PVA1500. Thì chúng ta kết nối bộ này rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần có một cái chuỗi ra, chúng ta kết nối vào những đầu MC4 đã tích hợp sẵn. Đây, PV1500 đo dòng lên đến 30A. Và khi chúng tôi đang set up những cái thông số ban đầu để đo, thì các bạn, cái thông số đầu tiên các bạn có thể quan tâm là chúng ta có thể kết nối được với một cái bộ đo quang năng 900W/m², đồng thời đọc các thông số về nhiệt độ vân vân. Cái bộ đó là cái bộ này đây, một bộ cảm biến và có thể đo cái quang năng hiện tại, và với hai cái cảm biến nhiệt độ đầu vào, chúng ta đo được nhiệt độ hiện tại của tấm pin và cái nhiệt độ môi trường đấy, để chúng ta có thể đánh giá trực quan hơn. Và kỹ sư của chúng tôi đang nhập những cái thông số ban đầu, chúng ta sẽ chọn những cái tấm pin với phần mềm của Sonmetric thì cho phép chúng ta quản lý đến từng chuỗi pin, chọn cái thông số về công suất, dòng điện ngắn mạch, áp thảo mạch vân vân, và các thông tin về công suất của tấm pin. Thì cái chuỗi pin mình đã kết nối với cái thiết bị, thì ở đây mình sẽ có một cái bảng kết quả mình thu được từ cái phép đo. Thứ nhất là về cái phần measure này, cái cột này là cái cột mà giá trị mình đo ứng với cái bức xạ vừa rồi là khoảng là 444. Thì thấy được, ta biết được cái công suất đầu ra của một cái chuỗi spin, cũng như là điện áp, dòng điện. Cái phần này là cái phần tiên đoán, ví dụ trong cái điều kiện mà lý tưởng của cái tấm pin này nó sẽ ra được cái công suất như thế này, và cái này là cái giá trị quy đổi qua điều kiện tiêu chuẩn thôi. Cái mà khách hàng cũng như là người bảo trì quan tâm nhất đến từ một cái chuỗi pin này đó chính là cái hiệu suất. Với cái thiết bị Sonmetric này, chúng ta có thể đánh giá được cái hiệu suất của cái chuỗi pin. Cái hiệu suất này có ý nghĩa như thế nào? Là ví dụ như các bạn lắp một cái chuỗi pin vào một cái hệ thống mà thời gian lắp đặt ban đầu á, thì nếu mà đúng lý tưởng á, nó sẽ là 100%. Nhưng mà khi các bạn sử dụng khoảng 3 tháng, 6 tháng thì vận hành ngoài trời với cái điều kiện môi trường như vậy, thì chắc chắn cái tấm pin của bạn nó sẽ bị xuống cấp. Thì mình không biết xuống cấp là bao nhiêu, thì bây giờ mình dùng cái máy thiết bị để đo này, để có thể đánh giá lại được là cái hiệu suất hiện tại đang làm việc của cái chuỗi pin của mình là bao nhiêu. Một cái chức năng rất là hay của cái thiết bị. Với bên cạnh đó là ví dụ giả sử trong một số trường hợp là cái hiệu suất của các bạn nó bị giảm sút, thì cái bước tiếp theo mình phải làm gì? Giống như bác sĩ, chúng ta phải biết được cái nguyên nhân của nó là nó đang bị vấn đề gì. Thì cái thiết bị này nó cho phép chúng ta có thể vẽ lại cái đường đặc tuyến của một chuỗi pin. Thì từ cái đường đặc tuyến này mình sẽ biết được là cái tấm pin của mình đang gặp vấn đề gì. Thì đây là một cái phần kiến thức chuyên sâu hơn. Như các bạn cũng đã thấy, thì với cái phần mềm và cái thiết bị nó được chuyên dụng, chúng ta phải biết được cái bộ Sonmetric Factor và cái đường đặc tuyến tương quan với điện áp và dòng điện, giúp chúng ta phán đoán được lỗi của chuỗi pin. Các bạn chú ý đây là chuỗi pin nha. Và chúng ta có thể có cái nhìn trực quan trước khi chúng ta đấu nối vào trong inverter. Cảm ơn các bạn rất nhiều.